Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon ô tô Topka. Thì hôm nay Salon ô tô Topka mới cập bến một chiếc xe là được mệnh danh là chiếc xe an toàn nhất trên thế giới. Đó chính là chiếc Volvo XC90 sản xuất 2019 bản Inscription. Đó là bản được trang bị động cơ 2.0 với động cơ tăng áp và siêu nạp. Đấy, và sau đây thì em sẽ mời quý anh chị cùng quan sát chi tiết về chiếc xe. Có về phần đầu xe đây, đó chính là hệ thống đèn của chiếc xe. Đó là một dải LED ban ngày với hình chữ T. Đó. Cùng với đó là công nghệ đèn full LED cũng như là hệ thống đèn theo góc lái. Đây, quý anh chị để quan sát về phần đèn của chiếc xe đây. Volvo full LED executive 2 beam. Đó. Đó là về phần đèn trước của chiếc xe. Ở đây chính là phần mặt cá lăng chiếc xe, là những dải nẹp thẳng mạ chrome tạo điểm nhấn cho phần đầu chiếc xe. Đây, và đặc trưng của những dòng Volvo đây, đó là những cái thanh chéo. Và đặc biệt chiếc xe này là được trang bị hệ thống camera 360, đó, rất là đẹp và tiện lợi. Đây là phần hệ thống đèn LED gầm của chiếc xe đây, cùng với đó là những cảm biến phần đầu xe cực kỳ là đẹp và tiện lợi. Và xe cũng được trang bị hệ thống rửa pha quý anh chị nhé. Đây là phần rửa pha của chiếc xe này, rửa đèn pha chiếc xe. Sau đây em sẽ mời quý anh chị quan sát về phần thân của chiếc xe. Đó, một chiếc xe XC90 phiên bản 7 chỗ của nhà Volvo, sản xuất 2019, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thụy Điển. Đó. Đây là vành của chiếc xe đây, cực kỳ là đẹp. Vành nguyên bản theo xe, vành 20 inch, cực kỳ là to, rộng. Đấy. Đây, quý chị thể quan sát về phần đường gân trên chiếc xe này, rất là sắc nét cũng như là cơ bắp khỏe khoắn. Đấy, phần gương của chiếc xe rất là đẹp nhé, cũng được trang bị hệ thống xi nhan trên gương cũng như là camera 360. Đó. Đây em sẽ quay tổng thể về phần thân xe cho quý anh chị cùng xem. Đó. Rất là đẹp. Đấy, quý anh chị có thể quan sát vào thân xe đây, rất là đẹp, rất là trường xe. Đó, kỳ là đẹp, một chiếc Volvo XC90 Inscription T6AVKD quý anh chị nhá, là phiên bản dẫn động hai cầu. Đấy. Về phần đuôi của chiếc xe đây, quý anh chị để quan sát này. Đó. Volvo XC90. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED nhé. Đấy, quý anh chị để quan sát này. Đó. Xe em được trang bị những cái cảm biến xung quanh xe. Bô được trang bị chụp bô đôi, rất là thể thao và cơ bắp. Đó. Đây, và đặc điểm hay của phần cốp chiếc xe đây, em sẽ mời quý anh chị. Cốp của chiếc xe em được trang bị hệ thống là cốp điện. Đấy, cũng như là đá cốp. Đó. Đây, em sẽ quay trực tiếp chi tiết về các cái keo chỉ chiếc xe, quý anh chị cùng quan sát này. Nguyên bản 100%, bao chiếc test cho quý anh chị nhé. Chiếc xe cực kỳ này, rất là đẹp. Chị quan sát được những đường keo chỉ. Thực ra là với những dòng xe nhập khẩu này thì là không phải gọi là keo chỉ, mà những cái đường gấp thép của nhà sản xuất. Đó, gấp mép. Ở đây, một cái hay ở chiếc xe đây, quý anh chị thể quan sát đây. Đây chính là phần mình nâng cũng như là hạ gầm của chiếc xe, phần đuôi. Đó, xe được trang bị hệ thống treo khí nén quý anh chị nhá. Đây, sau đây em sẽ cùng quay cho quý anh chị cùng quan sát đây. Nha, ok, em sẽ ấn xuống. Đấy. Mình sẽ phải ấn giữ. Ok.
là phần gầm, phần hệ thống sau của chiếc xe treo sau sẽ tự động hạ thấp xuống cho mình. Đây cũng là một cái tính năng rất hay. Ví dụ mình bê đồ nặng thì mình sẽ bật hệ thống hạ gầm xuống. Đấy, thì mình có thể tiện lợi mình di chuyển đồ vào. Đấy, cực kỳ là đẹp. Volvo XC90. Đây, và sau đây em sẽ mời quý anh chị cùng quan sát về cái phần hàng ghế thứ hai của chiếc xe và những cái đường gân của anh chị thấy gì này, rất là khỏe khoắn. Và trên tay nắm cửa của dòng Volvo XC90 bản Inscription nhé, sẽ được phủ hai màu, sơn màu đen nẹt mặt của đồ. Và tất cả các cánh cửa đều được trang bị là hệ thống khóa thông minh, mở cửa một chạm. Rồi, em sẽ quay trực tiếp về phần cánh cửa của dòng xe an toàn nhất thế giới, quý anh chị cùng xem. Rất là dày. Keo chỉ nguyên bản 100% quý anh chị nhé. Đây, đây quý anh chị quan sát này, phần tay nắm cửa bọc da Nappa cao cấp, riêng dòng XC90 Inscription sẽ được trang bị da Nappa cao cấp đó. Bên cạnh đó là hệ thống loa Power Whiskin được quanh xe, được trang bị quanh xe đó. Loa tép đây, loa cánh. Đấy. Và những cái chi tiết mạ chrome trên chiếc xe đây tạo cái điểm nhấn cũng như là sự sang trọng của chiếc xe, cùng với hệ thống khóa mở cửa đây. Và xe được trang bị hệ thống lê xuống kính auto nhé. Điều hòa sẽ được điều hòa 4 vùng độc lập. Đây là một hệ thống điều hòa phần cánh này. Đó. Sang bị cửa sổ trời panorama. Em sẽ quay trực tiếp chi tiết về phần ghế của chiếc xe là ghế Nappa. Đây cũng chị này, quan sát này. Phần ghế của chiếc xe này cực kỳ là mới và đẹp, rất là căng. Đây là một chiếc xe mộc của em nhá. Quý anh chị nào mà quan tâm thì nhanh tay có thể mình đến xem xe trực tiếp một chiếc xe mộc. Đấy. Và sau đây chiếc xe này của em thì em sẽ cho đi dọn dẹp spa và phủ ceramic. Đó. Đây quý anh chị quan sát này, phần ghế của chiếc xe này. Đó. Ghế này. Một thiết kế kiểu ghế là kiểu ghế ôm lưng. Đấy. Và vì sao phải thiết kế ôm lưng là bởi vì đây là một chiếc xe được trang bị động cơ 2.0 tăng áp và siêu nạp, nhưng mà đem lại cho chúng ta là về công suất là 320 mã. Đó. Đặc điểm hay của chiếc xe là như thế. Đây. Quý anh chị thể quan sát này. Đấy, phần hàng ghế của chiếc xe này. Da Nappa này cực kỳ là đẹp. Đó. Đây, em sẽ quay chi tiết này. Quý anh chị quan sát này. Phần ghế da này rất là mới và đẹp. Và sau đây em sẽ mời quý anh chị quan sát về phần nào. Đây và phần nào. Đây là hệ thống điều hòa chiếc xe đây. Đó, mình có thể tắt mở được. Đó, điều hòa 4 vùng độc lập quý anh chị nhé. Sau đây em sẽ mời quý anh chị quan sát về phần hàng ghế trước chiếc xe. Đây, và trên xe cũng được trang bị hệ thống cảnh báo vượt trên gương. Đây là một dòng xe an toàn nhất thế giới thì rất nhiều những cái tính năng an toàn. Đây. Đây. Quý anh chị quan sát này. Đấy, phần cánh cửa chiếc xe này rất là dày, keo chỉ nguyên bản 100% quý anh chị nhá. Quý anh chị mà có quan tâm đến sản phẩm này thì bên em hỗ trợ bao test toàn quốc. Đó. Đây. Phần táp ly này là những phần ốp gỗ cao cấp này, cũng như là phần tay nắm cửa bọc da Nappa tạo sự sang trọng. Đấy, loa BO phủ kín quanh xe. Đó. Cũng như là chức năng nhớ ghế, 3 vị trí nhớ ghế. Đó. Và hệ thống nhớ ghế này sẽ được trang bị cả phần bên lái và bên phụ. Đó. Đấy, quý anh chị thể quan sát phần khoang lái của chiếc xe. Đó. Thì là sang trọng. Đây, về phần này thì sẽ là phần tăng giảm độ sáng của màn hình và phần cốp điện. Đây, phần ghế của chiếc xe đây, chiếc xe 3 vạn km đây. Cực kỳ là mới. Đây, quay chi tiết này. Đó, đều được trang bị ghế điện hai bên cũng như là đỡ gối.
Đây quý anh chị quan sát này, một chiếc ghế này 3 vạn km này, cực kỳ là mới và đẹp. Đấy, da nappa cao cấp màu nâu, sang trọng, lịch lãm, thể thao. Đây là phần ghế của chiếc xe này, được logo theo logo, dập logo này, inscription. Đó, một chiếc ghế da này, thể thao cơ bắp mà sang trọng. Đây, về phần trên phần xe em được trang bị hệ thống cũng như là đèn auto đây, cũng như là chức năng là pha auto, đèn pha thích ứng auto. Và trên vô lăng của chiếc xe sẽ được tích hợp, nó chính là hệ thống ga tự động cũng như là hệ thống adaptive cruise control. Đấy, nó chính là hệ thống như em gọi là hệ thống gọi là phanh khoảng cách cũng như là tăng giảm âm lượng. Đó, đàm thoại rảnh tay. Đây, và phần màn hình của chiếc xe là màn hình full LCD. Đó, tất cả những thông số như thông tin đều được hiển thị trên màn hình hết. Đây, chiếc xe của em này 30.567 km. Và xe em được trang bị hệ thống HUD kính đấy quý anh chị nhá. Đó, đây về phần màn hình trung tâm chiếc xe đây. À đây, phần loa trung tâm chiếc xe đây, đó chính là loa BO. Đó, một cục loa cực kỳ là giá trị, âm thanh vòm quý anh chị nhá, tạo cảm giác âm thanh giải trí cực kỳ là sôi động cũng như là hay. Mỗi lần mình di chuyển trên xe thì mình nghe được những cái bản nhạc tạo cho mình cảm giác lái xe bớt mệt mỏi căng thẳng. Đó. Đây, về phần hệ thống màn hình của chiếc xe thì sẽ được hiển thị đầy đủ về hệ thống bản đồ nghe gọi Bluetooth cũng như các cái hệ thống chỉnh điều hòa trên này. Đó. Đây, anh chị mình có thể vuốt sang rất nhiều tính năng. Đây, xe được trang bị camera 360 quý anh chị nhá. Đây, em sẽ bật cho quý anh chị quan sát đây. Em sẽ đóng cửa lại. Đó, cực kỳ là nét. Đây, cũng như là các chức năng này, hệ thống lùi chuồng tự động cũng như là thoát khỏi chuồng, cũng như là hệ thống phanh khẩn cấp khi mình lùi, cảnh báo va chạm. Đấy, khi mình lùi. Đấy, rất là nhiều tính năng. Đây là hệ thống điều hòa chiếc xe này. Đấy, một chiếc xe đỉnh cao. Đấy, rất nhiều tính năng trên chiếc xe. Đó, quý anh chị mà mình đang có quan tâm đấy thì hãy đây, hệ thống các cái hệ thống an toàn trên chiếc xe đây rất nhiều. Đây, cảnh báo vượt này. Đó, hệ thống giữ làn này, hệ thống phát hiện những vật phẩm, phát hiện những cái va chạm vật thể phía trước này. Đó, rất là nhiều cái tính năng an toàn. Đây, hệ thống cảnh báo va chạm như hỗ trợ phanh khẩn cấp, rất nhiều luôn. Đó, đây rất nhiều cái tính năng đây, lùi chuồng vào chuồng này. Đó, hệ thống cruise control rồi, rất là nhiều hệ thống. Đó, và sau đây em sẽ xin giới thiệu lại với quý anh chị. Đây, quý anh chị để quan sát lại phần hàng ghế của chiếc xe này. Đó, và em xin giới thiệu lại với quý anh chị. Đây là một chiếc Volvo XC90 bản T6AVKD inscription, sản xuất 2019, model 2020. Đó, xe một chủ mua từ mới, chạy hơn 3 vạn km và hiện tại đang được salon chào bán với mức giá là hơn 3 tỷ một chút. Đó, quý anh chị và mình đang quan tâm đến mẫu xe thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình cũng như qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng 89 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội để cùng lái xe, xem xe và mình trải nghiệm thực tế chiếc xe cũng như có một cái giá tốt nhất. Và tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều cam kết cho quý anh chị về chất lượng máy móc cung gầm nguyên bản. Đấy, động cơ máy móc hộp số nguyên bản. Đấy, và chiếc này của em thì biển thành phố nhá, anh chị nào mà về Hà Nội thì cực kỳ là tiết kiệm chi phí. Đấy, bên em có hỗ trợ thủ tục ngân hàng cho quý anh chị, thủ tục nhanh gọn, lãi suất ưu đãi. Đấy, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi.